Ok, đối thủ Úc hay New Zealand. Lại không biết vua. Dí hai nước. Gì đấy á? Vâng, bỏ mã luôn. Ây da. Được đấy. Ăn đây chiếu à. Vào vua ăn lại tượng của mình. Khá lắm. Về đấy. Vâng, GTC lại phải căng đầu ra một tính toán. Thế con biết vua này. Thành. Dí đuổi à? Đấy mà lao mã lên thì chúng ta thấy là tượng ăn hậu mình ăn lên và tượng của hậu lại tấn công một tốt F7 à, xin lỗi tốt ở đúng rồi tốt F7 rất khó chịu. Bây giờ thì mã mình có thể giã tượng rồi, có thể là tốt ăn lên à, như thế thì mở cột cho xe bình tĩnh, chúng ta sẽ không đổi như vậy. Vậy mình sẽ nhập thành trước dì lên. Mình ăn đây, tượng ăn vào, tốt ăn lên, hậu ăn vào thì sẽ bị bẫy hậu. Ok, chỉ có tốt ăn lên thôi. Chẳng là hơi ngây thơ, nghĩ rằng mình sẽ ăn hậu vào chắc. Không có nước chiếu nào cả, à đây, nước chiếu bắt hậu. Gớm nhỉ. Có vậy mà nhìn ra. Nhập thành thì sao? Muốn bay vào đây. Nhập đây. Rồi, tạm thời vua an toàn. Bây giờ nếu trắng nhảy mã vào đây mình sẽ lùi hậu về một nước, chạy hậu và tấn công vào tốt ở B2. Bây giờ thì mình có thể giã mã vào tượng rồi. Tốt ăn lên và hậu ăn vào chiếu. Trắng buộc phải đổi hậu. Mình sẽ lấy sen lên. Mình đang cộng 2. À đúng rồi, trắng bỏ mã ở khai cuộc. Thắng rồi. Bây giờ vào xe giữ tượng thì mình sẽ đẩy tốt lên một nước. Có đẩy không nhỉ? Đẩy lên chẳng mạnh vào đây à?
không được. Cho thấy đẩy lên thì tượng và lại chắn cái đường tấn công này rồi. Đi vào đây cũng được đấy. Mình lại phải tính cách khác. Vâng, chịu thua luôn. Thế cho nhanh. Syria này, Ai Cập, ôi nhỏ rồi, dại rồi, mất mã rồi, không tin nổi, đánh nữa không hề suy nghĩ. Đâu lên đấy. Bấy lại được mã ngon luôn. Rất hay. À đấy á. Ê. Ở đây nó ăn tốt này. Ê, là giữ tốt này trước nhé. Rồi đổi hậu thì còn gì quân chơi nữa. Về mã. Mã lên. Thôi thôi, nhảy mã vào đây. À đây, xe mình sẽ ăn xe trước. Ngay đây. CTC đang đánh như thế thủ. Ngầu mã lên. Thế mà mang về giữ luôn lên hậu chiếu bắt xe. Vâng. Né vào đây. Việc xịt thật rồi mình hay thế.
Ôi giời. Xong. Vâng, nỗ lực của CTC đã được đền đáp. Giờ thì lại thắng rồi. Chưa làm ăn gì được. Ôi rồi ôi. Chết. Nhắm dây. Này đây. Mình hết rồi chứ. Phí thế nhỉ?